đây xong cái đây xong còn bày xong rồi đấy. Cứ vào đây đi, sang đây để thắp hương cho tổ tiên. Con dao nhỉ nhẹ. Rồi rất là ngon rồi. Có muối chưa? Được. Cái sát trắng em mặt con đẹp quá. Bên đây, bên đây, bên đây tao xin hỏi mà cô ok. Chị bên đây em là cô. Hả? Ừ. Mua cháo đi nè. Mua cháo đi mà. Cái gì đấy?
nhà bác chát phải chụp kia ngoài ấy, tí nó chụp cái bộ bàn ghế đấy, chụp bộ bàn ghế. Té chụp bỏ thằng ta trước khi té, bây giờ phải chắc hành tay ra ngâm giấm cái đạm, có là lát ăn hành ghế luôn á. Đây, anh Tây bác Thảo với anh ấy làm gì đó. Anh Tây đó, đây bây giờ để đổ giấm với bác đường con ngâm đi đó cả. Ôi lời, cho cái hành tây đâu mà được mua thái chưa? Mà sắt ra đi. Cái thái thì xíu là nguy hiểm lắm. Đây, cho anh vậy đó nha. Tôi nhìn đây rồi chưa? Rồi, thái cho không. Vâng. Sao tôi bỏ cho anh ạ? Nhà không một quạt chân là mát rồi. Bình thấp hơn cho. Vâng. Vâng, đây đây, đủ đây.